Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay vẫn tiếp tục chiến với con tài xỉu Kawin nha anh em. Hiện tại đây là một app kiếm tiền cực kỳ uy tín nha. Hôm qua thì mình đã hướng dẫn cho anh em về cái cách bắt cầu tài xỉu đúng không? Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái công thức, một cái công thức bắt điểm xí ngầu nha anh em. Để mà chơi quen thuộc công thức này á thì anh em phải theo dõi video mình nhiều hơn, nhấn like và đăng ký kênh thì anh em mới hiểu được rõ được cái công thức này nha. Vừa gọi là 622 nha anh em. 622 theo mình dự đoán á, ở đây là khả năng nó sẽ về chấn xỉu nha, khả năng nó sẽ về xỉu nha anh em. Tài mình sẽ đánh 500k nhẹ nha. Tối thì uống bia giờ đau họng nha anh em, thông cảm tí. 500k xỉu hấp nha, xỉu mừ nha. Ví dụ như con mừ mà 235, 235 thì là lên tài anh em. Nói chung là 235 thì khả năng nó sẽ về tài rất cao nha. Ta này mình sẽ theo tài 500k tiếp đây gọi là công thức bắt điểm xí ngầu á. 235 thì khả năng nó sẽ lên tài. Cái này về tài đẹp, chuẩn chưa anh em? Chuẩn chưa? Ngon nha. 256, 256 thì khả năng nó sẽ về chén xỉu lại nha. Tay này nó sẽ về xỉu này nè. Tiếp tục 500k vào đã ăn được hai tay thông rồi nha. Công thức này á, thì nó sẽ không giúp anh em là chiến thắng tuyệt đối nha, nhưng mà anh em chơi thì 10 tay anh em cũng sẽ ăn được 6 7 tay nha. Nhưng mà chơi gấp thép thì đương nhiên phải có lãi rồi đúng không? Hấp con xỉu mừ vừa tròn nha anh em. Hấp con xỉu mừ vừa tròn nha. 145 anh em, 145 thì cái năng nó sẽ về chén tài nha. Chén này về tài đi cầu 11 nha. Nói cái đó là cách mình chơi nó quá quen thuộc đi, chỉ cần ta để nhớ điểm xí ngầu thôi mà ông ta có biết nó về cái gì thôi. 10 tay ăn được 6 tay hoặc là 5 tay gấp thép rồi nó có lãi rồi nha. Trời ơi cây nữa nhá, tay này bị trả tiền nha, ảo được đấy. Đó thì anh em hãy áp dụng cái công thức này chơi nha. Tài về tài là mấy vậy ta? Tài 11, 245. 245 là khả năng về xỉu nha. Tài đánh xỉu 500k nè. Bắt 11 luôn nha anh em. Nếu mà anh em không chơi theo công thức thì có thể bắt cầu 11 như thế này cũng được. Tài này bị trả tiền. Vừa gọi tài tài mà mình ăn nữa là mình đã chốt lãi 2 triệu rồi nè. 255. 255 mà đương nhiên chén này đánh tài luôn nha. 800k nha. Cầu này thì dễ bắt rồi, ra gì đánh đó thôi, đơn giản rồi anh em. Cầu tầm này nó phải dễ rồi. Đó, chuẩn chưa? Con tài 11 nha. Khá là dễ hấp nha anh em. 236. Hôm nay thì mình đã 1 1 2 3 4 5 tay anh em. 5 tay mà ăn được hết 4 tay rồi. Vậy là quá ok nha. Cái này là được anh em, không cần phải tham đâu. Còn bây giờ thì còn dư thời gian thì mình sẽ vô hũ thủy hử quay nha. Quay kiếm tí lúa anh em. Mình thì đặc biệt là khoái nhất là chơi quay hũ nha. 180k mỗi lượt nha. Vốn ít thì chúng ta chơi ít thôi là được, đừng có mà đua đòi quá nha anh em. Bữa nay hũ nó bẹp hay gì không nổ anh em. File được 740, mới vô nó hút liên tục là mình thấy không được rồi nha. 500k được file này ngon rồi ơi, vô quánh cái này còn có lãi còn nhiều hơn tài xỉu nữa nha. Có vốn thì chơi quay hũ nó sẽ dễ trúng, còn em vốn nhỏ thì khả năng nó bị hút nhiều hơn. Nhưng mà anh em phải chơi theo cái phương pháp là chúng ta lược bỏ đi những cái lượt cái dòng đầu tiên cái này bằng cái số tiền nhỏ nhất nha. Ví dụ là anh em có thể là quay 10 đến 20 lượt đầu bằng số tiền tối thiểu nhỏ nhất luôn, xong rồi chúng ta mới lên tiền. Chơi vậy thì nó sẽ lược bỏ được những cái phần thua đi, một cái cách chơi khá là hợp lý nha. Nay game hũ thì nó hơi chậm anh em, ba gồng bu nết nha anh em, bu nết nha. Có trúng không đây?
không trúng rồi. Ấy thì bu nết mà không trúng thì cay lắm. 400k. Được 400k anh em ơi. Pha đầu được 400k nha. 800 luôn rồi. Đó. Thêm được 400 nữa. Qua nhẹ cái nữa vô lá cờ xanh là ngon. Được 800. Chèo quen hủ tí ăn được triệu anh em ơi. 1.8. Quen hủ thế này là anh em cứ duy trì nó vẫn có lãi được thôi. Hút lại kìa. Ảo thật đấy. Đó, đó. Trời ơi. Trời ơi, ảo thật trời ơi, pha đó mà mình chơi tiền nhiều là còn gì bằng nữa anh em. 180k mà mình nổ được tới 5.800.000. Nếu mà mình quay 1.8 thì mình sẽ nổ được là 58.000.000 mà chia ra, chia làm hai ra. Nếu quay 900k 58.000.000 anh em chia làm hai ra thử coi, gần 30.000.000 một pha nha. Trời ơi, mắc hơn gì đâu anh em ơi. Thôi nghỉ luôn anh em ơi. Hẹn gặp lại tất cả anh em nha. Nay lãi được 7.000.000 cũng được.